Giờ tôi muốn tới thăm bà là với lại má Ngọc Đán với lại vừa rồi là thăm anh Chí Tài luôn. Bây giờ hôm nay tôi tới đây rồi tôi hát cho bà nghe nha. Con gái của mẹ tôi với bà hát á. Thấy con nên việc tức cha mà lòng già cũng mừng vui đôi chút. Nhưng nghĩ tới chuyện làm con khó nhọc mẹ vừa thương vừa sợ trong rồi đấy đó, chị rớt xuống đó thấy chưa? Không, chị không làm rớt. Ông ý là chị Nhung chị rớt Nhung xuống đúng không? Mình nói xong mà chị rớt xuống. Trời ơi. Nhung mới xin đạo. Bà rớt Nhung xuống. Ơi, vậy là bà đang nghe tôi nói phải không Nhung? Đó, bà thằng bảy con hạt rớt xuống nè. Hạt vừa nói xong lại phải không? Rớt xuống. Trời ơi, con hạt rớt xuống chị ơi, con hạt phải không? Con hạt treo bên dây mà đứt dây luôn á hả? Không, để xuống sao? Sao nghe hạt bay nè. Mỗi lần em quay YouTube em thấy ba bà. Trời ơi, nhớ. Các tường kìa, YouTube kìa. Tường, tường quay luôn đi tường. Cho nó đủ quay mời luôn. Chị là lớn nhất cái chị Dung. Đó, chị suối chị đầu độc tụi em nè. Đứng sau chị. Nè chị Phương Dung nè, Cát Tường nè, Cát Tường nè, bốn vô thứ ba đi đâu đây mà đi quay YouTube thì đó trước là cúng giếng sao là YouTube. Chị cũng tính thế đó mà không có cơ hội. Tâm quay luôn anh Tâm, tạo kênh đi thầy. Bây giờ ấy Tâm kênh cái này mình đi vô cũng chiếc. Ê, rồi bấm chuông chưa nghe? Em bấm quá trời. Không chịu hơn nữa. Các quý vị không bao nhiêu sắp chưa biết sao. Tao tên Lucky mày kêu lu vậy? Mày lộn tao, con tao thành con chó. Bà Lu mới gọi em, bà Lu mới mở quán Lu gì đó, Lu cô ba Sài Gòn gì đó. À vậy hả? Con chó gì mà nội. Đó thì đó. Bộ rồi thầy có cho vô mà bà gì ba người lên rạp phải chị Dung, coi chị Dung đó. Đi vô giếng Phi Nhung đó mà YouTuber. Ok thì được rồi đó. Ôi chào, chào nhào vô. Ôi nha, mày cởi dài ra đi. À, thì đó, em cởi rồi nè. Em cởi rồi nè chị Giang. Nhung ơi. Nhung ơi kìa. Em vui lắm nè Nhung. Trời ơi, đây nè. Lê Giang tới tâm Phi Nhung nè. Lúc vô đây quay giùm mẹ con. Phi Nhung ơi, con gái của mẹ nha. Tôi hát với bà con gái của mẹ ha. Hát đi em quay tròn. Rồi. Rồi hát đi. Tôi hát nè, tôi tới đây, tôi từ Việt Nam. Tôi qua đây trước khi tôi về Việt Nam, tôi có nói với lại mọi người là tôi muốn tới thăm bà và với lại má Ngọc Đán với lại vừa rồi là thăm anh Chí Tài luôn. Bây giờ tôi nghe tôi tới đây rồi tôi hát cho bà nghe nha. Con gái của mẹ tôi với bà hát á. Thấy con nên việc tức cha mà lòng già cũng mừng vui đôi chút. Nhưng nghĩ tới chuyện làm con khó nhọc mẹ vừa thương vừa sợ trong lòng. Không biết rồi đấy con có làm đẹp giả bên chồng. Mẹ đã từng làm dấu nên mẹ hiểu cay đắng trăm bề nước mắt chan con. Nếu mẹ chồng con có quá khắt khe, con hãy vì thương chồng mà hết lòng chiều chuộng. Đi đứng khoan thai nỗi nào.
nắng cho nhỏ nhẹ, kéo đám em chồng con nó mai mía nặng lời. Mẹ ơi, gái lớn lên là phải theo chồng, con cũng biết vậy nhưng sao trong lòng còn nhiều lo sợ. Mười mấy năm sống em đềm bên mẹ, nay một phút xa rời bao hình ảnh thân yêu, về sống bên những kẻ lạ người xa, phần lo sợ phần tương nhớ mẹ. Cực khổ gian lao đến đâu con cũng gắng chịu, nhưng biết làm sao những mai rủi trong đời. Tiếng ai hát giữa đêm thanh vắng, âm thanh buồn nghe cay đắng làm sao. Má ơi đừng gả con xa, chim kêu dưỡng ngủ biết nhà má đâu. Hôm nay là Lê Giang nè, Cát Tường, Thúy Nga nè, chị Phương Dung nè, Nguyễn Tâm nè, Thành nè, rồi chị Thoa nè, mẹ của Lê Giang và con của Lê Giang thì từ ở Việt Nam qua, còn chị Phương Dung với lại Cát Tường cũng ở từ Việt Nam qua đến đây để giếng thăm. Đó, chị rớt xuống đó thấy chưa? Không, chị không làm rớt. Ông Dung chị rớt xuống, đúng không? Mình nói xong mà chị rớt xuống. Trời ơi. Dung bất sinh đạo. Bà rớt xuống. Dung ơi, vậy là bà đang nghe tôi nói phải không Dung? Đó, bà con hạt rớt xuống nè. Hạt vừa nói xong lại phải không? Rớt xuống. Trời ơi, hạt rớt xuống chị ơi. Con hạt phải không? Con hạt treo bên dây mà đứt dây luôn á hả? Không, để xuống đó. Sợ hạt bay nè. Ủa, chị lớn hơn hả chị Giang? Chị Giang lớn hơn chị tuổi. Sao không mời mày? Chị ơi bà. Bà già. Bà già. Bà già. Mà Nhung á, ai đó cũng xưng bà với bạn hết á. Tôi thì cũng nhỏ tuổi như vậy, nhưng mà Nhung cũng kêu tôi cùng bà. Điện quá, điện quá. Đây, chị bạn già, bạn già. Hôm nay thật là một ngày tuyệt vời. Mình được đi giếng anh Chí Tài nè, má Ngọc Đáng nè, rồi Phi Nhung nè. Rồi đi tới chùa nào cũng đóng cửa không cho vô. Tại buổi tối ha. Ở đây nè. Rồi bên đây là 7 giờ tối mà vẫn còn sáng trưng á. Đó. À, Tâm. Chùa này là Tường Khuê. À, rồi hôm nay là chùa Điều Ngự, là cho nên là chị em
ghé cúng Tường Khuê, em của chị Như Quỳnh. Đây nè, Tường Khuê nè. Dạ, dạ, đây, đây. Dạ. Dạ. Chùa này lớn lắm, chùa này lớn, đẹp quá trời luôn. Chùa đẹp quá. Bước vô chùa sơn lòng nó nhẹ nhàng, thanh thản quá. Chùa rộng quá không? Thật sự mà hôm nay là quá vui luôn. Hôm nay là nói chung là một ngày. Nga ơi, hôm nay là một ngày chị em mình quá vui đúng không? Được đi giếng bốn người luôn. Chị Dung, bữa nay vui quá, chị em mình đi giếng bốn người luôn. Tường Khuê nè, chị Dung. À, hôm nay bốn người. Tường Khuê, em của chị Như Quỳnh mới mất đây. Đây nè, đây nè. Tường Khuê. Xíu nha, bây giờ đi lên lên cung Phật trước cái đã. Đúng rồi em nè. Em của chị Như Quỳnh đó. Năng bị gì mất vậy? Ủa hưởng dương 51 tuổi là mà sao trẻ dữ vậy? Trời đẹp. Ủa đâu có vậy? 51 tuổi hả? 51 tuổi kìa chị, sinh 72 lận. Chị 51 tuổi. Nè chị nhìn thấy quê 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 mới sinh 52 à. Ờ. Quê mới sinh 52. Ờ. Ra cung Phật trước trước đã.